Chào các bạn, tiểu sử diễn viên Anh Thư. Anh Thư là nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Cô thường đảm nhận những vai như nữ cảnh sát và gái nhà lành. Ngày hôm nay, tôi xin cung cấp cho tất cả các bạn những thông tin đầy đủ nhất về cô diễn viên Anh Thư. Anh Thư quê ở đâu? Anh Thư hiện tại sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô sinh vào ngày 26 tháng 4 năm 1982. Về cuộc đời và sự nghiệp của cô, cô từng tham dự nữ sinh thanh lịch trong cuộc thi mang tên Giọt mực tím thứ 3 và đoạt giải của nhà tài trợ về thứ 3. Tham dự cuộc thi Hoa hậu qua ảnh của báo Thế giới Phụ nữ, đoạt giải thí sinh yêu thích nhất. Tham dự nhóm người mẫu Hoa học đường. Nhưng tên tuổi của Anh Thư chỉ trở nên sáng giá và chính thức sang hàng West End khi vào vai chính Những cô gái chân dài. Phim chọn lựa những nhan sắc tên tuổi lên phim. Anh Thư từng bị dính hai tin đồn sau đó là vụ tát nhau với Xuân Lan và vụ đĩa sách có tên cô. Tên tuổi của cô cũng nổi đình, nổi đám không chỉ trên sàn cắt quạt mà còn điện ảnh như Hoa thiên điệp, Tuyết nhiệt đới, Em hiền như ma sư. Cô hiện là vợ giám đốc công ty PL. Cô cũng là giám đốc Viet Modern chuyên đào tạo nhóm người mẫu trẻ từ 4 tới 14 tuổi. Năm 2003, cô được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng giao chính cho bộ phim Những cô gái chân dài. Bộ phim thành công vang dội đã đẩy tên tuổi của Anh Thư thăng hạng trở thành người mẫu diễn viên hạng A. Với vai diễn đó, Anh Thư liên tiếp nhận 3 giải thưởng, giải Mai Vàng dành cho nữ diễn viên được yêu thích trong bộ phim Những cô gái chân dài, giải người mẫu xuất sắc năm 2004 và giải người mẫu được yêu thích năm 2004 do công chúng, các nhà báo viết về thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà thiết kế, nhà nhiếp ảnh, chuyên gia trang điểm bình chọn năm 2005. Ưu điểm diễn tự nhiên của Anh Thư một lần nữa được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khai thác triệt để trong bộ phim truyền hình Tuyết nhiệt đới, kết hợp cùng với Lương Mạnh Hải, Thanh Hằng và phim điện ảnh Hồn chương 3 ra hàng thịt của Nguyễn Quang Dũng vào năm 2004. Hai năm sau đó, Anh Thư, Hồng Ánh và Bình Minh được mời tham gia dự án phim kinh dị 10 của Hàn Quốc hợp tác cùng Việt Nam. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện nhà văn trẻ Rohan Roan đóng và bị cô bạn Shirun Charurin rủ đến thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu sự tích ma 10 Anh Thư nhằm tìm chất liệu sáng tác. Cô liên tục xuất hiện và đảm nhận vai trò Verista trong các show đẹp, thời trang và cuộc sống. Năm 2008 đến năm 2013, Anh Thư tập trung vào lĩnh vực truyền hình. Cô đảm nhận vai chính trong các bộ phim Hoa thiên điểu, Có lẽ nào ta yêu nhau, Dòng song huynh đệ. Trung bình mỗi năm, Anh Thư chỉ nhận từ 1 đến 2 phim như Anh và Em, Chữ T danh vọng, Yêu đến tận cùng, Khi người đàn ông trở lại, Lồng son, Giọt mực tím dễ thương thứ 3 vào cuối năm lớp 12 nhằm hưởng ứng cuộc thi học sinh thanh lịch mang tên Giọt mực tím dễ thương do thành đoàn và nhà văn hóa thanh niên tổ chức. Nhà trường cử Anh Thư và một nam sinh tham dự. Kết quả, Anh Thư đoạt giải Á Khôi 2 tức Giọt mực tím dễ thương thứ 3 và đoạt giải Miss Harlin của nhà tài trợ Giọt mực tím thứ 3. Ngay sau đó, được mời vào nhóm người mẫu Hoa học đường. Một năm sau, Anh Thư tham gia cuộc thi Người đẹp qua ảnh của báo Thế giới Phụ nữ và đoạt luôn 2 giải, giải Miss Civic Choir của nhà tài trợ và giải Bạn đọc yêu thích nhất. 3 năm sau, năm 2004, Anh Thư lần nữa khẳng định chỗ đứng của mình trên sàn catwalk bằng 2 giải thưởng, Người mẫu xuất sắc nhất của ban giám khảo và Người mẫu được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Giải Mai Vàng, Những cô gái chân dài. Sau khi đoạt giải Người đẹp qua ảnh, một hôm, Anh Thư nhận được cú điện thoại của một người đàn ông lạ xưng là đạo diễn muốn mời cô đi đóng phim. Cô hỏi anh là làm sao biết cô mà mời. Anh đạo diễn nói rằng nhờ coi hình trên báo thấy gương mặt hợp với vai diễn. Không biết hợp cỡ nào, chỉ thấy Anh Thư không cần thử vai, cứ thế mà theo đoàn làm phim lên rừng Thác Mai của Lâm Đồng. Đó là vai cô y tá Trầm trong bộ phim truyền hình nhiều tập Sương gió biên thủy của đạo diễn Hồ Ngọc Sùm. Tưởng ghé qua điện ảnh một chút chơi bời, nào ngờ 3 năm sau, đạo diễn đầu trọc Võ Ngọc Đáng, vốn từng quen biết qua những lần chụp ảnh, đến thử vai cho những bộ phim Những cô gái chân dài. Phim chưa làm xôn xao dư luận và nghe đầu vai chính đã được chọn rồi, giờ chỉ còn vai nhỏ.
Thấy bạn bè trong giới người mẫu đi, mình cũng đi cho vui. Nghĩ vậy nên khi diễn thử, anh Thư thoải mái bung hết khả năng theo các tình huống đạo diễn đặt ra. Thử tới, thử lùi, đến ngày thứ ba, sau khi hắng giọng để lấy lại được sự nghiêm túc, đạo diễn nói với anh Thư rằng vì tính cách của cô rất giống nhân vật nên cô được chọn đóng vai Thủy, nhân vật chính. Hai lần được mời đóng phim là hai lần anh Thư bị bất ngờ. Thế nhưng cái bất ngờ khiến cô bàng hoàng không thể tin được là khi nghe mình được trao giải Mai Vàng năm 2004 cho vai Thủy trong Những Cô Gái Chân Dài. Anh Thư nói, không phải chỉ bất ngờ cho tôi mà cả giới người mẫu, bởi lâu nay người đóng phim thường không được đánh giá cao. Các giải thưởng mà cô đã đạt được: năm 2000 đạt giải 3 cuộc thi Giọt Mực Tím Dễ Thương, năm 2002 đoạt giải thí sinh được yêu thích nhất và Miss Civic của cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, năm 2004 đoạt giải người mẫu xuất sắc nhất và giải người mẫu được yêu thích năm 2004 do công chúng, các nhà báo viết về thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà thiết kế, nhà nhiếp ảnh, chuyên viên trang điểm bình chọn. Năm 2011, giải ngôi sao người mẫu châu Á tổ chức tại Hàn Quốc. Các bộ phim mà cô đã tham gia: Những Cô Gái Chân Dài năm 2003, Hồn Trương Ba Ra Hàng Thịt năm 2004, 10 năm năm 2006, Em Hiền Như Ma Sơ năm 2010, Tuyết Nhiệt Đới năm 2004, Hoa Thiên Điểu năm 2008, Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau năm 2009, Dòng Sông Huynh Đệ năm 2010, Anh Và Em năm 2011, Chữ T Danh Vọng năm 2012, Yêu Đến Tận Cùng năm 2013, Khi Người Đàn Ông Trở Lại năm 2014, Lồng Son năm 2014. Siêu mẫu Anh Thư kết hôn với Thanh Long và có một con trai, hiện họ đã ly hôn. Duyên vợ chồng của Anh Thư và Thanh Long trước khi ly hôn. Vợ chồng người mẫu lập nghiệp từ thời tay trắng, có chung con trai đáng yêu, cùng trải nghiệm nhiều thăng trầm nhưng vừa ly dị vì những bất đồng. Anh Thư vừa tuyên bố cô và doanh nhân Thanh Long đã chia tay. Trong 5 năm trở lại đây, hai người không còn xuất hiện cùng với nhau với con trai bé Tiểu Long. Anh Thư cho biết, suốt 5 năm qua, cô và chồng ly thân, họ chia tay vì bất đồng quan điểm, nhưng cử chỉ yêu thương giữa hai người mất đi theo thời gian. Diễn viên, người mẫu Anh Thư vừa chia sẻ thông tin cô và doanh nhân Thanh Long được biết tới với tên Long PL đã ly hôn. Khoảng 3 năm nay, anh Thanh Long không còn xuất hiện cùng với vợ và con trai bé Tiểu Long. Anh Thư cho biết, 5 năm qua, cô và chồng ly thân, dù chồng muốn hàn gắn tình cảm, cuối cùng cô quyết định chia tay vì bất đồng quan điểm. Thanh Long và anh Thư quen nhau từ năm 2000 khi cùng là người mẫu trong câu lạc bộ thời trang Hoa Học Đường, Nhà Văn Hóa Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Long mất 4 năm theo đuổi đồng nghiệp và thường xuyên đưa đón săn sóc cô. Anh Thư từng chia sẻ nhiều kỷ niệm về giai đoạn yêu nhau nồng thắm khi người yêu chở cô đi diễn bằng xe gắn máy. Họ luôn bên nhau như hình với bóng. Năm 2004, dịp anh Thư ra mắt phim Những Cô Gái Chân Dài, phim điện ảnh đầu tiên cô đóng, cả hai đã làm đám cưới. Sau khi kết hôn, Thanh Long giã từ sàn catwalk để tập trung làm giám đốc công ty quản lý người mẫu PL do anh thành lập. Ngoài hỗ trợ chồng, anh Thư còn là giám đốc công ty Vietmodel chuyên đào tạo các người mẫu nhí từ 4 đến 14 tuổi. Anh Thư được chồng tiếp tục ủng hộ công việc làm người mẫu và đóng phim. Một thời gian dài, họ thường cùng xuất hiện ở các sự kiện, cả hai được xem là cặp đôi đẹp của showbiz Việt bởi yêu nhau từ thời tay trắng và bên nhau gây dựng mái ấm sự nghiệp. Năm 2007, bé Tiểu Long chào đời trong sự vui mừng của vợ chồng anh Thư và Thanh Long. Trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết tình cảm giữa cô và Kim Lý đã trên mức tình bạn. Hai người có quan điểm sống khá tương đồng, có thể chia sẻ với nhau nhiều điều. Cô cũng khẳng định chuyện chênh lệch 7 tuổi chưa bao giờ là rào cản giữa họ. Năm 2007, Tiểu Long chào đời. Thỉnh thoảng, Thanh Long và anh Thư đưa con trai đi sự kiện. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô may mắn khi có hai bên nội ngoại hỗ trợ chồng con để cô có thể yên tâm đóng phim. Năm 2012, anh Thư tham gia cuộc thi Bước Nhảy Hoàn Vũ. Thời điểm này, tin đồn gia đình rạn nứt đã dấy lên, tuy nhiên người mẫu đã phủ nhận.
Năm 2013, người đẹp xuất hiện bên ông xã Thanh Long và con trai Tiểu Long trong tiệc tất niên của công ty người mẫu PL. Hình ảnh này phần nào dẹp tan dư luận về chuyện tình cảm đổ vỡ của cô. Từ năm 2014, Thanh Long không còn xuất hiện cùng với mẹ con anh Thư trong các sự kiện hoặc bộ ảnh chung. Thỉnh thoảng, chân dài khoe hình ảnh con trai đã trưởng thành, cô tự hào khi Tiểu Long, con trai cựu người mẫu diễn viên anh Thư, năm nay lên 7 tuổi nhưng đã có chiều cao vượt trội. Cậu bé cao 1m45 và đang học lớp 2. Từ năm 2014, doanh nhân Thanh Long hầu như không còn xuất hiện cùng với anh Thư và con trai trong các sự kiện chụp ảnh chung. Cuộc hôn nhân đổ vỡ của anh Thư và Thanh Long. 10 năm trước, nữ diễn viên Những Cô Gái Chân Dài anh Thư đã thu hút nhiều sự chú ý khi kết hôn cùng ông trùm người mẫu Thanh Long. Chỉ sau 1 năm, cả hai đã sớm hạ sinh cậu quý tử kháu khỉnh có tên Tiểu Long trong sự chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp. Tuy nhiên, tin đồn đổ vỡ của cả hai bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2013, nhưng người trong cuộc vẫn kiên quyết giữ im lặng. Mãi đến ngày 27 tháng 12, anh Thư mới lên tiếng xác nhận về tin đồn ly hôn. Nguyên nhân được đưa ra là do vợ chồng nữ diễn viên có nhiều bất đồng quan điểm và không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Trước nghi vấn cho rằng cả hai chia tay vì sự xuất hiện của người thứ ba, nữ diễn viên lập tức phủ nhận. Mọi tin đồn anh ấy có tình nhân bên ngoài và bảo tôi bị ăn dưa bở, nhưng thực tế tôi không cảm nhận được điều này, chưa bao giờ thấy anh có biểu hiện ngoại tình, những người anh người ta nói chỉ là chuyện không có cơ sở, anh Thư khẳng định. Bà mẹ một con kể, chính cô là người chủ động đệ đơn ly hôn, tuy nhiên do chồng cũ không chấp nhận nên cả hai đã có nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục pháp lý. Ly hôn chính thức thì cách đây không lâu, nhưng ly thân thì cách đây 5 năm trước. Tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng, nhẹ nhàng nên từ ly thân đến ly hôn là quãng thời gian khá dài. Con người đến với nhau vì cái tình thì đưa ra cũng vì cái tình, cô gái giải thích. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.